mày hả hả mày đảo à mày đuổi hai con tao tao mày đảo hả 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 Hãy subscribe cho kênh Thị Sua để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dưới dưới. Đấy, con cua kìa. Đây, cua đây. Cá gì? Tìm thấy rán cho ăn nhé. Lalo. Đấy, chơi ở trên đấy đấy. Sí. Bố. Yeah.
Mày đến đây làm gì? Mày say rượu rồi mày đến nhiễu mẹ con tao à? Mày trốn ở đây à? Mày trốn ở đây à? Mày đuổi mẹ con tao thì tao chả làm nhà cho con ở đây. Ở đây à? Hả? Anh đuổi hai ai cho chúng mày làm lều ở đây? Thì tao chả làm phải nhà hả? Làm nhà cho con ở đây. Ba cho mày làm lều ở đây à? Hả? 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 Anh say rượu rồi anh về đi. Hả? Anh say rượu rồi. Hai anh đi đâu? Đi. Hả? Hai đi đâu? Cút đi. Hai đi đâu? Hả? Một hai phân cảnh anh ạ. Mày trốn tao ở đây à? Hả? Mày mày nào à? Mày đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà cho tao. Tao phải làm nhà để cho con mà thôi. Mày nào à? Mày khốn nạn nó vừa thôi chứ. Mày khốn nạn nó. Mỗi lần là mày nhiều về là đánh thế này à? Cứ mỗi lần ông ấy cứ uống rượu vào là đến nhiễu hai mẹ con nhà cháu. Đuổi hai mẹ con cháu ra khỏi nhà xong mà hai mẹ con cháu làm gì cứ say rượu là ông lại đến nhiễu, ông lại đến đánh. Nó đánh thành mạnh thế. Tím hết mặt, hết mũi, hết mặt. Sưng hết mặt, đấm cho hai ba con mắt. Rồi mới lần đánh là phải hô lên cho mọi người biết chứ. Muốn hô mà may có thằng cò đi bảo bà đến ấy, không thì đúng là nó giết cháu mất. Lần sau phải lần sau may mà còn có thằng Ben gọi không thì nó giết cháu thật đấy. Đánh mạnh lắm. Bây giờ bà cứ về đi làm tiếp việc của bà xong rồi. Vâng, bà về nhá. Cảm ơn bà nhá. Vâng. Cháu cảm ơn nhá. Cháu cảm ơn bà nhá. Vâng. Bà về nhá. Vâng ạ.